Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Cuối Cùng Và Bếp nha. Hôm nay Weekend Cuối sẽ giới thiệu đến cả nhà một món bánh rất là thơm ngon, là sự kết hợp tuyệt vời giữa bánh lăng béo mịn cùng bánh bông lan bông mềm, ăn vào rất là ngon cả nhà ơi. Rồi xin mời cả nhà cùng vào bếp với Weekend Cuối nhé. Đầu tiên mình sẽ thắng đường caramel cả nhà nha. Mình sẽ có là 100ml nước và 200g đường nha. Nếu bạn nào mà thấy nước caramel nhiều quá, có thể giảm xuống các bạn nha. Đó, và mình sẽ có một trái chanh. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình sẽ cho nước và đường vào nồi các bạn nha. Vào chảo á, mình sẽ bắt đầu nấu lên. Khi nào mà nấu lên, khi nào mà nó sôi, nó chuyển qua cái màu nó dần dần các bạn, bắt đầu mình sẽ cho chanh vào các bạn nha, để tạo cái màu cánh gián các bạn. Ok, và khi đường đã sôi các bạn, đó nó sạch lại, thấy không, nó chỉ một cái màu nâu nhẹn á, mình sẽ bắt đầu mình cho nước chanh vào các bạn nha. Đó, để nó không có bị đông lại các bạn. Đó, sẽ cho chanh vào đây các bạn xem, thấy không, mình cho chanh vào nó sẽ lắng ra mà nó sẽ không có đông lại các bạn nha. Đó, acid trong chanh sẽ giữ cho cái đường các bạn nó không có đông kẹo lại các bạn nha. Và các bạn thấy không, mà rất là đẹp cái nhà nha. Đó, mà rất là ok các bạn. Nếu mà để lửa nó quá lửa, nó sẽ chuyển cái màu hơi nâu đen á, nó sẽ rất là đắng các bạn, không ngon bằng nha. Nhưng mà này rất là ok các bạn nha. Ok, tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một cái khuôn các bạn, một khay tròn mà sẽ cho caramel vào các bạn nha. Đó, và cho vào các bạn đảo đều cho nó dính đều cái phần lấy khuôn các bạn. Các bạn để lát hồi sẽ đồng, nó sẽ đồng lại các bạn nha. Đó. Ok, và nguyên liệu để làm bánh lăng mình sẽ có như sau. Mình sẽ có là 1g vani các bạn nha, 100g đường với 400ml sữa tươi và 125g muối viên cream các bạn nha. Đó, tạo độ béo các bạn, tạo được đông cho cái bánh lăng các bạn. Và chúng ta sẽ có là sau trứng gà thì mình sẽ lấy 4 quả trứng gà nguyên và 2 gà quả mình sẽ lấy lòng đỏ các bạn nha. Đó. Ok, tiếp theo thì mình sẽ đập trứng gà mình cho vào thao các bạn nha, để mình khuấy đều các bạn. Đó. Thì mình sẽ tách hai cái lòng đỏ riêng và mình sẽ cho vào các bạn nha. Đó, các bạn cứ lưu ý tỷ lệ, ví dụ như là 3 quả trứng thì sẽ có 2 quả trứng nguyên và 1 lòng đỏ các bạn nha. Đó. Để tạo độ béo cho cái bánh lăng mình các bạn, ngon các bạn nha. Ok, và tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một cái nồi, mình sẽ cho cái sữa tươi vào các bạn nha. Mình sẽ nấu nóng lên cùng với whipping cream và đường và vani các bạn nha. Sau đó mình sẽ cho hỗn hợp này vào chung với hỗn hợp trứng gà bạn nha. Nhớ các bạn lưu ý nha, sữa này chỉ nóng thôi chứ không có sôi các bạn nha. Đó, sôi nó sẽ làm trứng gà chín các bạn lưu ý nha. Ok, tiếp theo mình sẽ khuấy đều gà đây các bạn nha. Đó, mình sẽ trộn chung với cái sữa, hỗn hợp sữa, đường với vani mình đã nấu và lan các bạn. Đó, sau đó mình sẽ lọc ray các bạn nha, để được hỗn hợp bánh lăng mịn nhất có thể các bạn. Đó. Ok, vậy là phần bánh lăng đã xong các bạn nha. Nãy mình sẽ đổi sang, bây giờ mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh các bạn. Mình sẽ có 4 quả trứng gà, 110g bột bột số 8 các bạn nha. Đó, 25ml dầu ăn cùng với 25ml sữa tươi. Mình làm sẽ có là 80g đường cùng với 1g vani và 1g muối và 15g bột cacao các bạn nha. Ok, thì như thường lệ những cái bánh bông lan đã làm á đều quy tắc như nhau hết các bạn nha. Mình sẽ tách lòng trắng và lòng đỏ riêng. Lòng trắng mình sẽ đánh cùng với đường. Và các bạn có thể cho thêm một chút chanh cũng được, không chanh cũng được các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho muối cùng với vani và sữa tươi vào để mình trộn đều các bạn nha. Còn phần dầu ăn mình sẽ trộn chung với bột cao sau các bạn nha. Ok, về lòng trắng thì mình sẽ đánh chung với đường các bạn nha. Đó. Ok, sau khi mình đã đánh lòng trắng bông kính lại rồi thì
mình sẽ chuẩn bị mình phôn bột, trộn bột các bạn nha, phôn cái đậu trắng của lòng đỏ các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ cho một ít lòng trắng vào lòng đỏ các bạn nha, mình sẽ phôn cho lòng đỏ lòng trắng quyện vào nhau, sau đó mình sẽ đổ ngược lại hỗn hợp lòng đỏ lòng trắng vào trong cái âu á, phôn lòng trắng á, mình sẽ trộn đều các bạn nha. Sau khi mình đã trộn đều thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ rây bột vào các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ rây cái phần bột mì các bạn nha. Đó, đây là mì, cứ mình rây từng đợt là mình sẽ phôn. Đó, đừng có rây nhiều quá các bạn nha, nó sẽ không có hòa tan bột với phần lòng đỏ trắng hết các bạn. Cứ rây từ từ thì mình sẽ phôn các bạn nha. Ok, tiếp theo mình sẽ cho cái bột cacao chung với cái phần dầu ăn các bạn nha. Đó. Thì nãy cái phần lòng đỏ mình chỉ hòa chung với sữa tươi thôi. Đó, còn là để chưa lại dầu ăn để mình trộn chung với bột cacao các bạn nha. Đó, để cacao lát mình trộn nó sẽ đẹp vị mà đều hơn các bạn nha. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ cho hỗn hợp dầu và cacao vào các bạn nha. Đó, mình sẽ phôn trộn đều các bạn. Đó, lát họ sẽ ra cái nào đẹp các bạn nha. Đó, các bạn thấy không? Giờ mình đã trộn cacao với cái dầu đó, nên cacao nó sẽ hòa tan hết. Còn nếu các bạn mà phôn đều á, mình để nguyên á bột á thì mình sẽ phôn lâu hơn và nhiều khi nó chưa có được hòa tan hết chung với hỗn hợp các bạn, đó, nó sẽ còn lợn cợn cái bột này không. Nên các bạn pha dầu ăn hoặc sữa tươi á, mình trộn chung thì nó rất là tốt các bạn nha, đó, nó sẽ mịn đều đẹp các bạn. Ok, mình đã có đầy đủ các bạn nha, đó, một khu bột hay mình caramel các bạn, và một tô một thao bánh lăng, và một âu bánh bông lan cacao. Đó, mình chuẩn bị mình sẽ đổ các bạn nha. Đầu tiên mình sẽ cho phần bánh lăng vào trước. Đó. Sau đó mình sẽ tiếp tục mình sẽ cho cái phần bông lan lên trên. Bông lan á, phần bông lan sẽ nhẹ hơn bánh lăng các bạn nha. Nó sẽ nổi lên trên. Ok, tiếp theo mình sẽ nhẹ nhẹ mình đổ cái phần hỗn hợp bông lan vào các bạn nha. Đó. Các bạn đổ cho nó phủ đầy đây cái mặt ở trên cùng các bạn nha. Đó. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một cái khăn các bạn nha, mình sẽ lót lên cái khay. Đó. Sau đó mình sẽ đặt cái hỗn hợp bông lan bánh lăng lên các bạn nha. Đó. Sau đó mình sẽ đưa vào lò và mình sẽ đổ nước sôi vào dưới khay các bạn nha để mình nướng các bạn lưu ý nha, mình đổ nước sôi thì nhiệt độ nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều các bạn nha, nếu các bạn đổ nước lạnh á nhiệt độ nó sẽ giảm xuống các bạn, cần thời gian để cân bằng lại. Cái lò nướng này mình đã mở trước ở nhiệt độ 150-160 độ C các bạn nha. Mà chúng ta phút vậy đó, bây giờ mình sẽ cho vào mình nướng các bạn nha. Thời gian là 60-70 phút các bạn nha. Cũng là nhiệt độ là 150-160 độ C các bạn. Ok, và đây là thành quả các bạn ơi, sau gần 70 phút, 80 phút trôi qua các bạn nha. Đó, khá là lâu đó. Thì mình sẽ dùng tăm mình thử các bạn nha. Nếu mà tăm mà nó không dính là bánh đã chín rồi các bạn nha. Ok, bánh đã nguội các bạn thấy không? Nguội thì phần bông lan nó sẽ rút lại các bạn, nó sẽ bung ra cái phần mép. Bây giờ mình sẽ dùng dao để mình cắt và mình cắt cái rìa xung quanh để tắt cái phần bánh lăng này các bạn nha. Đó. Thì lúc mình cắt nước đường á, cái men nó sẽ trào lên các bạn, mình sẽ đổ bớt các bạn nha. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ lấy bánh lăng các bạn nha. Mình sẽ dùng cái dĩa lớn hơn cái khay của mình á, mình sẽ đặt lên trên, mình sẽ lật lại các bạn. Đó, các bạn thấy không, nước vẫn còn á, cái mè đó nó tràn ra các bạn nha. Các bạn xem cái đẹp không nè. Wow, cả nhà ơi, quá tuyệt vời luôn. Đó, nước đường các bạn rất là đẹp các bạn nha. Ta-da, vậy là cuối cùng chúng ta đã hoàn thành xong món bánh lăng bông lan sô cô la rồi cả nhà ơi, rất thơm rất ngon cả nhà nha. Đó, mình đã chỉ kèm với một chút rau đổi cùng vài lát dâu tây ở chua chua ăn với bông lan cùng với bánh lăng quá tuyệt vời cả nhà nha. Rồi cả nhà xem đó, với phần bánh lăng mềm mịn béo béo đó, cùng bông lan bông xốp bên dưới, trời ơi chưa kể caramel thơm đừng cả nhà ơi, quá tuyệt vời đó. Món này làm tráng miệng khỏi chê cả nhà nha, có sự kết hợp giữa bánh lăng và bông lan, hai món rất là hot để làm chuẩn bị cái nhà nha.
Rồi, chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món ăn này nhé. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye.